cảnh báo phạt từ 40 đến 60 triệu đồng nếu bạn đang làm nghề môi giới mà không có chứng chỉ hành nghề. Đây là thông tin mới nhất năm 2022 theo Nghị định 16 của Chính phủ đã quy định tại Điều 59. Nếu như bạn đang làm nghề môi giới thì hãy lưu ý với điều khoản này như sau. Phạt tiền từ 40 đến 60 triệu đồng đối với các đối tượng vi phạm hành vi sau đây. A. Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định. B. Tẩy xóa, sửa chữa các chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản làm sai lệch nội dung so với chứng chỉ. C. Cho mượn, cho thuê hoặc thuê mướn các chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản. D. Tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là bên thực hiện các hợp đồng để soạn giao dịch kinh doanh môi giới. Tiếp theo, các sàn môi giới bất động sản cũng cần phải lưu ý mức phạt của chúng ta là từ 120 triệu cho đến 160 triệu nếu vi phạm các điều khoản sau đây. A. Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định hoặc không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề môi giới hết thời hạn sử dụng theo quy định. B. Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không được thành lập văn bản, không có đầy đủ các nội dung chính theo quy định. C. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản hoặc sàn giao dịch bất động sản hoặc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập không thực hiện chế độ theo quy định. Và còn nhiều điều khoản nữa liên quan đến lĩnh vực trong bất động sản, nhưng bạn hãy lưu ý tới hai khoản phạt trên mà Tara đã chia sẻ. Và nếu như bạn đang không có chứng chỉ môi giới hành nghề, bạn có thể comment tên và số điện thoại của bạn để được đăng ký thi chứng chỉ môi giới hành nghề.